Lúc này tất cả quý vị nào còn đi sâu đến muộn và đã ở bên ngoài, nhanh chân tiến vào bên trong để chọn chỗ ngồi thật đẹp cho chương trình Lotto Show đặc biệt tối đêm nay với chủ đề Countdown Party tính từ cảnh hát Lotto Hương Nam. Và quý vị vui lòng giữ nguyên tắc 5K, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn cũng như đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia show để đảm bảo sức khỏe cá nhân cũng như sức khỏe cộng đồng. Quý vị vui lòng giữ tư trang, vật dụng cá nhân để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ban tổ chức kính mong nhận được sự hợp tác của tất cả quý vị, xin chân thành cảm ơn. Và rất mong tất cả quý vị hãy cùng chia sẻ livestream của Gánh Hát Lotto Hương Nam trên fanpage Gánh Hát Lotto Hương Nam để Hương Nam được đến gần hơn với tất cả quý vị, xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, chương trình Lotto Show với chủ đề Countdown Party của Gánh Hát Lotto Hương Nam xin phép được bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Come on, 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 come on
Vâng, kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên xin cho bé bên là Susu được thay mặt cho cảnh sát lô tô Hương Nam được gửi đến tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong buổi tối đêm nay tại Đầm Sen Square. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, tối đêm nay là đêm cuối cùng của năm 2021 và thay mặt cảnh sát lô tô Hương Nam kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta bước sang một năm mới thật là tuyệt vời, gặt hái được nhiều thành công và vạn sự may mắn thưa quý vị nha. Và đặc biệt kính chúc cho tất cả quý vị cũng như là Việt Nam chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch Covid để trở lại với cuộc sống bình thường. Và rất là mong quý vị sẽ thông tin ủng hộ cho những dòng loại lô tô tiếp theo, cho dòng loại đầu tiên của chúng ta đó là 20.000 đồng một lá vé. Kính thưa quý vị, 20.000 đồng lá vé với giá trị giải thưởng đó là một phong bao lì xì 1.000.000 đồng phục vụ cho tất cả quý vị. Và đêm nay là một đêm vô cùng đặc biệt tại gánh hát lô tô Hương Nam. Tuy nhiên quý vị lưu ý giùm em nha, đó là hãy thực hiện quy tắc 5K bảo vệ sức khỏe của các cá nhân và cộng đồng và xã hội đó quý vị, và nhớ mang khẩu trang giùm em thưa quý vị nha. Vậy là dạ ai không có khẩu trang cứ liên hệ với tất cả và những người bán vé và hay là bước lên trên đây, chúng em sẽ tặng khẩu trang miễn phí hoàn toàn để đảm bảo sức khỏe cho mình, cho người kế bên và cho cộng đồng và cho người xung quanh nha. Vậy chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý chị và các bạn ạ. Dạ kính thưa quý vị, với những tờ tấm lá vé của lô tô 20.000 đồng quý vị đang cầm trên tay, thế là trò chơi của cảnh sát lô tô Hương Nam sau những vòng loại rất là đơn giản. Bên trên các cái đèn hô con số nào, quý vị dò hàng dọc từ trên xuống dưới bên. Và làm dấu vào con số đó. Và kế tiếp quý vị mình được 3 số là mình chờ đợi, 4 số hàng ngang và mình hợp lệ mình dơ tấm lá vé lên bên trên các cái đèn thấy xin dừng giặt lại. Và mời quý vị khán giả mình lên bên trên kiểm tra và chúng ta sẽ trao quà tặng nơi chúng mình ở những vòng loại 20.000 đồng hay là 30.000 đồng nha quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, với mời làm vé trên tay là một cơ hội, nếu trúng là trời cho, còn không trúng chỉ đơn giản là trò chơi quý vị. Rồi, ai chụp vé có mạnh dạn giơ tay lên liền giùm em. Và một lần nữa rất mong quý vị sẽ tuân thủ thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Vì bây giờ dịch vẫn còn rất là căng thẳng và đặc biệt đó là sự xuất hiện của biến chủng mới của dịch Covid rất là căng thẳng. Rất là mong quý vị sẽ chúng ta vui chơi giải trí là điều cần thiết. Tuy nhiên, sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu thưa quý vị. Và quý vị ơi, khi mà đến với Đầm Sen Square, quý vị sẽ được chọn một cái ghế và chúng ta sẽ tốn 30.000 đồng đúng không quý vị? 30.000 đồng, quý vị sẽ được tặng lại một phiếu ăn uống 25.000. Quý vị nhớ ủng hộ cho các tiểu thương để mà các tiểu thương có thể duy trì hoạt động tại chợ đêm Đầm Sen Square. Thì đó cũng là giúp cho tiểu thương cũng như là giúp cho sự phát triển của Đầm Sen Square và gánh hát lô tô Hương Nam đó. Tại vì xung quanh đây có rất nhiều tiểu thương, rất nhiều gian hàng phục vụ cho tất cả quý vị. Quý vị sử dụng 25.000 đó quý vị, quý vị ăn uống thoải mái như khu vực này quý vị nha. Đó, hoặc là mình có thể mình ngồi chỗ nào thì mình ủng hộ tiểu thương chỗ đó cũng được. Hoặc là mình không thích mình có thể ăn uống bất kỳ một gian hàng nào trong khu ẩm thực Đầm Sen Square. Và đặc biệt ngoài ẩm thực ra còn rất nhiều trò chơi vui chơi giải trí phục vụ cho tất cả quý vị. Và khu bên đây là khu mua sắm quý vị, quần áo nè, giày dép, trời rất là đẹp quý vị ơi. Dạ thưa quý vị, em xin tiếp lời của quý đẹp Xuân Xuân là với mình, ví dụ như thuê một cái ghế với mình ngồi ngoài thuốc vài sân thì quý mình vẫn có thể đi tất cả các gian hàng này chúng ta ăn uống được nhé quý vị nha, mua lại về chỗ mình ngồi vẫn được. Dạ, ghế là đa dạng nha quý vị. Dạ rồi, và quý vị lưu ý em đó là khi mình mua mà mình chọn một cái ghế rồi đó, mình sẽ được cái phiếu, cái cùi vé đó quý vị nhớ giữ lại. Tại trên cùi vé nó sẽ có cái mã số và mã số đó sẽ trùng khớp với lại cái ghế quý vị đang ngồi. Cho nên khi mà giải lao á, quý vị đứng lên, quý vị đi giải lao khắp nơi, mua sắm khắp nơi, rồi chúng ta quay trở lại đây, ngồi trở vào cái ghế cũ, mình không có tốn tiền lần thứ hai nha quý vị nha. Và quý vị ơi, khi mà giải lao á, khi mình đứng lên mình đi quý vị, mình cầm cái ghế, mình úp ngược lại cho cái bàn giùm em để cho anh chị quý vị là mấy anh chị tiểu thương sẽ tránh nhầm lẫn những cái ghế đó. Ghế nào có người ngồi rồi mà mình đi chơi, mình cầm cái ghế, mình úp ngược vô cái bàn giùm em nha quý vị nha. Tại vì sao? Tại vì vào giờ giải lao tối đêm nay vào lúc 20:30 phía bên đây quý vị, đó là cửa của công viên văn hóa Đầm Sen sẽ được mở ra hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị. Chúng ta sẽ đi vào trong công viên văn hóa Đầm Sen xem một chương trình nhạc nước được đầu tư với chi phí đó là 60 tỷ đồng cho một hệ thống nhạc nước rất là công phu, rất là giá trị, đúng rồi, đẹp lắm quý vị. Mà bữa nay là chỉ mở miễn phí cho tất cả quý vị luôn.
Rất là. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với nguyên tắc 5K. Và chúng em luôn luôn nhắc nhở với tất cả mọi người, ai có khẩu trang cứ đeo 24/24 mà. Khi nào chúng ta dùng nước hoặc đồ ăn chúng ta hãy kéo xuống, còn không chúng ta hãy đeo để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân mình và cho cộng đồng nha. Để dạ, chúng ta cảm ơn quý khán giả. Thưa quý vị, để mà được đứng trên sân khấu của Lô Tô Hương Nam như tụi em thì tụi em cũng phải test định kỳ, quý vị, test Covid định kỳ để mà tuân thủ theo cái thông điệp 5K cũng như là để hoạt động được. Cho nên rất là mong quý vị cũng sẽ đồng hành cùng với Lô Tô Hương Nam để bảo vệ sức khỏe của quý vị, bảo vệ sức khỏe của chúng em, bảo vệ sức khỏe của toàn xã hội, và đặc biệt đó là Việt Nam chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu dò số. Và trước khi dò số thì như thông lệ của kênh Lô Tô Hương Nam, bên trên có một lần cầu quay và chúng ta sẽ kiểm banh. Một lần cầu quay nó sẽ có 6 mũ banh và không có mũ banh nào trùng lặp được. Xin mời người đẹp Bibi Phụng kiểm tra tất cả các quả banh nha. Vâng, và bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm banh nào. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,